Chào các bạn đã trở lại kênh YouTube Mười Lành Miền Tây. Hôm nay thì Mười lại bắt đầu bé chữ gan, còn giờ thì Mười cũng mời. Nè mọi người ơi, nhất này thì Mười tranh thủ sáng sớm bẻ nè. Cảnh bẻ nè. Đây. Này, dưa gan nè mọi người. Đó. Giờ mình bẻ nè. Đây. Trái rồi. Đây. Cái này bé nó trọng. Cái gì này bé luôn. Cái sau lưng này bé luôn. Mấy cái đó không bé hồi nữa nó già. Hả? Ừ. Đây. Gì đây chồng bốn trái luôn cái gì vậy? Bây giờ mình vẽ nè. Bẻ này cần nên từ từ. Nó chán gì bán gì, nó chuyển sang màu vàng vàng rồi. Nè, cái gì nè. Đây, nguyên chùm luôn cái gì rồi. Đấy, đó, nguyên chùm luôn nè. Đó. Trái nó trốn như lỗ. Dục ngoài đi, mấy trái đó hồi bỏ. Mấy trái đó gặp đựng bẻ, đậm quá đựng bẻ. Giờ ừ. Hãy
giờ 10 được bọc nè, bọc cái nè nè quý vị. Đựng bọc nè, mình xách ra bờ nè. Có đất đó đó mày, mày lấy lá rồi quẹt một cái cho nó bớt đất. Mang bao tay không? Lấy cái bao tay, lấy cái bao tay của tao nè, không phải nó không có cái ấy, hồi nữa nó nổi hồng lắm chứ. Nè lấy cái bao tay đi. Còn giờ mới bắt đầu bẻ nè. Đây. Nè, nè hai trái. Đây. Nhập mấy cái bầu eo bẻ luôn nè, bầu eo đây. Gian mình phước ý mình nghe cái gì ba chát tay lên trắng này nữa gì đây mình phút đây lá nghe cái gì nè. Đây. Trái này. Đây. Cái bá này
cho ăn cái gì rồi. Nè đó. Mới đây mười bé được mập nè. Bé đi. Đây nguyên cánh đồng của nè trồng dưa gang này quý vị. Nè đó. Nè. Đây. Hai trái đang ăn gì? À, đó. Ba trái luôn. Hai. Ba. Đây. Vàng trái này cái gì vậy? Đó. Đó. À, trái nè. Còn vàng. Còn giờ thì mình bắt đầu dập tiếp rồi quý vị. Đây. Đây đây. Đó. Đây quá trái như vậy nè, cái bành bành nè, nó nằm đây nè. Đây ngon quá trái, giờ mười bảy như vậy nè. Đó một nè, hai ba đó. Gieo 10 bó cho bọt rồi. Đây. Đây nữa này cái gì. Đó. Đây quý vị quá trái này.
này, trái nè, thấy thèm không có gì. Đây hút trong lá nè. Nè, cảnh giác sáng tinh mơ nè. Này còn sớm nha quý vị. Quý vị ơi, thì dưa gan của mình thì cũng đang thu hoạch rồi nè. Bọc thì là 20 kg nha quý vị. Dạ. Nào quý vị thấy bữa nay là dưa gan của mình nè. Năm nay mặn giống ăn không phát, rất là đạt nha quý vị. Video của mình đến đây thì cũng đã kết thúc rồi. Mười xin chân thành cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Nếu có thích video của mình, xin cho Mười một like và một nút đăng ký. Còn giờ Mười xin chào, hẹn gặp lại lần sau.